làm người trực đêm ở nhà sát thành phố thì cũng chẳng có gì đáng khoe, nhưng công việc này cho phép tôi vẫn đi học đầy đủ vào ban ngày và cũng có thể nghiên cứu thêm vào ban đêm bên cạnh những nhiệm vụ phải làm vốn không nặng nề gì. Trong các ngăn kéo được đánh số và gắn thẻ, các xác chết trong đó sẽ chẳng bao giờ quấy rầy tôi trong khi tôi đang nặng óc đánh vật với các vấn đề tích phân. Tôi vẫn nghĩ thế. Tối hôm đó, tôi tới đội phiên cho Olaf Daily như thường lệ. Olaf là một lão già chết cứng với cái nghề này vì đã lớn tuổi và vì cái chân thọt nên cả ngày lão chỉ mong cho tới lúc đổi phiên. Như mọi khi, lão âm ư một câu chào rồi tạm biệt cùng một lượt. Với cái chân thọt mà lão đi ra khỏi nhà xác coi bộ nhanh nhẹn ác. Còn lại một mình trong gian phòng phía ngoài vắng lặng, tôi đặt bình thủy, chiếc radio và mấy cuốn sách lên bàn, rồi tôi lôi cuốn sổ trực to tổ bố lại gần xem qua một lượt. Olaf đã ghi chép việc xuất nhập hàng ngày bằng nét chữ khẳng khiêu của lão ọ một ông chết đuối, hai ông bà chết vì đụng xe một gã ngủ say, tới bỏ mạng khi nhà bốc cháy một chú đánh lộn bị đâm chết một phụ nữ bỏ xác trôi sông. Công việc mỗi ngày của Âu rất đều đặn. Cả tuần qua chẳng có gì đặc biệt đáng chú ý, ngoại trừ cái con mụ tuần qua nằm ở ngăn số 14. Con mụ ấy nghe đồn là phù thủy, mụ xưng là phù thủy Eno o đệ tứ, nhiều người tin mụ gớm. Vì mụ sống ở một khu nghèo nàn và thất học, kiếm ăn bằng nghề coi bói, lên đồng, đoán số đề, bán bùa ngải. Nhưng dân láng giềng nói bà ta chưa làm gì bậy một đêm trời nóng nực, mụ leo lên mái nhà khu chung cư, không hiểu do mụ ta trượt chân hay vì muốn bay lên mặt trăng nhưng thất bại, mà người ta thấy mụ nằm phơi xác trên mặt đường nhựa trước khu chung cư 6 tầng lầu đó, rồi được mang tới đây, đặt trong ngăn số 14. Mụ nằm trong ngăn đông lạnh đó 4 ngày thì có đứa con ở tận đâu đâu đó tới nhận xác. Với Âu Lát thì mụ ấy chưa hoàn toàn đi khỏi đây, lão già nói. Tao thề là có cái mùi gì ở ngăn số 14 đó, giống như mùi lưu huỳnh. Tôi có thấy cái gì đậu mũi tôi còn đầy ngạt mùi của phòng thí nghiệm nơi tôi đã phải trầy trật để theo kịp chúng bạn tôi dẹp cuốn sổ để đi tuần một vòng căn phòng kế cạnh thắp đèn sáng choang nhưng lạnh tanh thênh thang và không sinh khí nền phòng sạch bông thoang thoảng mùi thuốc sát trùng đằng kia là cánh cửa lớn mở ra lối cho xe chở xác chạy vào cạnh đó là cái bàn đá có chân bánh xe mặt bàn dài thượt may mắn mà lúc này nó trống được lau chùi sạch sẽ chờ lúc được sử dụng tới cái máy lạnh phát ra tiếng rù rì trầm trầm chú ý mới nghe thấy ở mé tay phải giống như một tổ ong khổng lồ là hàng hàng lớp lớp những ngăn, kéo. ngăn kéo nào có xác đều được gắn thẻ, như thẻ hành lý trong kho trên máy bay hay tàu thủy thẻ được móc vào tay cầm của ngăn kéo. Tôi huýt sáo nho nhỏ, chỉ vì muốn tạo một âm thanh gì đó thôi và bắt đầu kiểm tra những thẻ theo danh sách trong sổ mà tôi vừa xem qua và nhớ được. Tới gần ngăn số 14, tôi chật khiệt mũi a, cái mùi lưu hình của lão Olaf đây. Tôi lẩm bẩm. Đi qua ngăn kéo ấy một bước thì tôi giật mình, ngoảnh đầu rồi xoay cả người lại. Olaf đâu có ghi sát nào trong ngăn 14, nhưng mà có thể gắn ở ngăn này tôi cúi người tới. Đưa tay ra, quý r sáu không thành tiếng nữ à tôi cầm tấm thẻ lật qua lật lại một lần, hai lần, rồi ba lần càng lúc càng nhanh. Đứng thẳng dậy, tôi gãi đầu một phát. Cả hai mặt thẻ đều trống trơn, chẳng ghi gì cả. Cha nội Olaf tuy già, nhưng đâu đến nỗi lẩm cẩm. Quên ghi tên người vào thẻ, lão chưa từng có vụ này bao giờ. Rồi tôi nhếch mép cười lão già này muốn đùa đây, Tôi đâu dè lão cũng khoái giỡn như thế. Tôi lại huyết sáo được thành tiếng, nghe có vẻ tỉnh táo lắm, nhưng không có gì hay họ. Tôi nắm lấy tay cầm và kéo mạnh, ngăn kéo vốn có bánh xe nên tuột ra cái rẹt. Tiếng huyết sáo của tôi chợt tắt ngúm. Một con nhỏ đang nằm trong đó, tóc vàng, coi trẻ măng và đẹp nữa, mặc dù đã chết. Tôi đứng nhìn cô ta mà nghe mấy ngón chân ngọ ngoại trong đôi giày nét mặt cô thật dễ thương, làn da mịn màng như lụa đôi mắt khép nhẹ như đang ngủ, bờ mi cong và dài, đen mướt. Cô mặc bộ đồng phục y tá. Món duy nhất cho tôi biết lai lịch chút ít của cô là tấm lát dây chuyền ở cổ tại trên tấm lát có khắc hai mẫu tự, zl lờ. Tôi vội vàng quay đi, chạy ra phòng ngoài vội lấy cuốn sổ trực, tôi lật vội ra xem. Tôi không muốn nghi oan lão Âu Láp. Tôi ra một lượt, ngớ người ra, ra lại lần nữa ả à, lật trang trước coi phần ghi chép hôm qua, và cả hôm kia nữa à tuyệt nhiên không có ai được đưa vào ngăn 14 cả. Tôi chua mỏ, nhưng huyết sáo không nổi, và bước tới cửa vào phòng lạnh. Mé trên cửa có hai khung kiến nên tôi có thể nhìn vào trong mà không cần mở cửa ả à, ngăn kéo 14 bị lôi kéo ra vẫn còn nguyên ở đó. Và cô Jack lờ. Tóc vàng vẫn nằm trần vần một đống như cũ. Tôi cẩn thận ngồi xuống ghế, rút khăn tay ra và lau tráng. Ồ, oh, rất tiếc. Ông Olaf nhà tôi chưa về. Rồi chợt giọng bà ta nghe tử tế hơn chờ chút, tôi nghe tiếng ông ấy mở cửa ạ. À. Giọng Olaf vang lên sau tiếng đằng hắn. Rồi, chuyện gì? ta dừng đây, bác gia lị. Không có cái vụ trực thế ai đi nhậu với bạn đâu à nghen. Không có đâu tôi đáp cháu chỉ muốn biết về cái cô trong ngăn 14. Không có ai trong ngăn 14 hết, tung lị. Có mà, thưa bác. Một cô tóc vàng đàng hoàng, trẻ và đẹp, chết uổng hết sức. Chắc bác nhớ ra hén, có điều bác quên ghi sổ nhập cho cô ấy. Tôi nghe tiếng bà Daily hỏi chồng chuyện gì đó, rồi nghe ông ta nói với vợ. Chắc cái thằng sừng này đêm nay nó mang rượu vô đó uống quá. Không có bác ơi tôi cự liền cháu khoái nhậu, nhưng không có mang rượu vô đây à ngang. Chỉ có chuyện cô tóc vàng ở ngăn 14 bác quên ghi sổ thôi. Đời nào ta lại quên chuyện đó được. Có mà, không tin bác ghé đây coi đi. Tao sẽ tới, con à. Sai sót này lớn lắm chứ chơi đậu. Lão giọng ống nói xuống thiếu điều làm tôi thủng cả màng nhĩ. Còn tôi thì nhẹ nhàng đặt ống nói xuống, lấy bình thủy rót một ít cà phê ra, đốt một điếu thuốc, nhấp một ít cà phê, châm một điếu thuốc nhấp miếng cà phê nữa, cất bình thủy vào chỗ của nó, thò tay lấy gói thuốc. Lúc đó tôi mới nhìn thấy mình đã châm hai điếu bỏ trên gạt tàn. Tôi miếu miệng cười, dù tắt một điếu để dành đêm khuya. Với bước chân khập khiển, lão Âu Lát bước vào cứ như một con tàu đi trong dông bão đáp lại ánh mắt trợn trừng của lão. Tôi chỉ mỉm cười với tất cả sự chắc ăn mình có được, và mời lão vào phòng xác. Lão đi qua cánh cửa, tôi theo sát nốt. Ngăn 14 vẫn còn kéo lòi ra ngoài ở đó. Lão chẳng cần đi tới nợ nhìn một cái nửa đêm tới một nơi hôi thối như thế này đó hả? Vậy mà lâu nay tao cứ nghĩ mày là thằng nhóc tử tế đó. Nhưng bác Daily không có nhân con mẹ gì cả. Cái vụ này tao sẽ báo cáo. Tôi trợn mắt nhìn ngăn 14 như thằng khùng. Cô ta vẫn còn đó, thù lù một đống. Tóc vàng, xinh đẹp và chết cứng. Âu xô so tôi qua một bên và bước đi tôi níu lấy tay là họ tôi đúng là còn nhỏ tuổi, nhưng cũng đã mọc râu rồi tôi kêu lên. Bác Âu bác thấy mà. Cháu biết bác thấy mà, bỏ cái tay ra nghe chưa lão quát tao thấy rõ ràng là cái ngăn kéo trống trơn y hệt cái đầu óc của mày vậy tôi cứ níu tay lão không cho đi cháu không có chịu giỡn kiểu này đâu thì tao cũng vậy lão quát vào mặt tôi giỡn gì cà chớn thì bác coi kỹ cái ngăn đi đừng giỡn nữa mà thì tao đã coi rồi không có gì hết ngoài một thằng nhóc láo lếu dám bày trò thối tha là bắt một người già phải nửa đêm tới đây lão giật tay ra và bước nhanh ra ngoài đến cửa lão quay lại dưới dưới ngón tay về phía tôi Nè nhóc,